Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, lượng mưa không đáng kể, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4.